Theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hết tháng 9 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức kỷ lục lịch sử. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu dẫn đầu, đạt khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Mới đây, Việt Nam tiếp tục ký nghị định thư với Trung Quốc để xuất khẩu sầu riêng đông lạnh chính ngạch sang thị trường này. Các doanh nghiệp dự tính những lô sầu riêng đông lạnh đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc vào tháng 11 năm nay. Tính đến hết tháng 9 năm nay, sản lượng sầu riêng của cả nước đã thu hoạch đạt gần 985.000 tấn, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến sản lượng cả năm ước đạt 1,2 triệu tấn.